chức buổi lễ ra mắt của cô dâu Khâu Hồng Nga sẽ nhất cùng với chú rể Văn Thanh của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay rồi. Vâng, một lần nữa, Quyền Hình xin được mời tất cả quý vị chúng ta cùng ổn định tổ chức và tạm ngưng đũa ít phút hướng ánh mắt của mình lên trên khấu tình yêu ngày hôm nay để chứng kiến lễ ra mắt của đứa bạn trẻ Văn Thanh và Hồng Nga. Vâng, để nói đầu tiên cho khắp màn hình xin được gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành, lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, như chúng ta cũng đã biết đúng không ạ, tạo hóa nó ban tặng cho chúng ta cuộc sống, ai ai cũng có một trái tim nguyên vẹn, song ở đó chỉ có một nửa để yêu thương mà thôi. Và nghĩa vụ của mỗi con người đó chính là phải tự mình tìm cho mình một nửa yêu thương còn lại. Dạ vâng, và chú rể Văn Thanh và cô dâu Hồng Nga của chúng ta cũng đã tìm được một bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Vâng, và đã tới ngày hôm nay cũng chính là minh chứng cho tình yêu của đứa bạn trẻ. Dạ vâng, và ngay bây giờ chắc vàng đã điểm, giờ vàng đã tới, Quân Hình sẽ không phải để cho tất cả quý vị chúng ta phải chờ đợi lâu thêm một giây phút nào nữa. Quân Hình xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị hãy hướng ánh nhìn của mình về phía cánh cổng hoa hạnh phúc và vang lên những tràng pháo tay thật to để chúc mừng cho đôi bạn trẻ đời hôm nay, đó chính là chú rể Văn Thanh, cô dâu Hồng Nga. Hồng Nga, Văn Thanh, xin mời. Vâng, tất cả quý vị chúng ta đã cùng được chứng kiến khoảnh khắc đôi bạn trẻ chúng ta đã cùng nắm tay chặt tay nhau lên trên sân khấu tình yêu. Đôi bạn trẻ chúng ta sẽ không chỉ nắm chặt tay nhau trong buổi trưa ngày hôm nay mà sẽ còn nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật là lâu, hứa với nhau một câu là sẽ đi đến tận cuối con đường. Vâng, và đám cưới hôm nay trước sự tin cẩn của tất cả quý vị đó chính là minh chứng cho tình yêu đó. Và vâng, kính thưa quý vị, những người hiện diện trên sân khấu tình yêu đó chính là đôi bạn trẻ đẹp nhất, hạnh phúc nhất, dạng người nhất, một cặp đôi trai tài gái sắc, chú rể thì ta tài tài hoa, cô dâu thì hiền ngoan xinh đẹp tuyệt vời, và đúng có mặt trên sân khấu ngày hôm nay rồi. Vâng, và để gửi tới toàn thể quý vị quan khách một lời cảm ơn cũng như lời chào trân trọng nhất thì sau đây xin mời hai anh chúng ta sẽ cùng cúi một cái cúi đầu để đầu thật là sâu thay cho lời cảm ơn chân thành đi ạ. Vâng, xin mời ạ. Vâng, và quý vị ơi, quý vị hãy nổi danh chào pháo tay thật to để chúc mừng được quý vị ơi. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Vâng, và hai con Hồng Nga và Văn Thanh của chúng ta có được ngày vui hạnh phúc trọng đại như ngày hôm nay thì không thể không kể đến những bậc chân thành dưỡng dục vô bờ bến của những bậc làm cha làm mẹ, là sắc thân phụ mẫu của cô dâu và chú rể của chúng ta. Dạ vâng, và về phía gia đình họ nhà trai, Quân Hình xin được trân trọng giới thiệu và mời bố Lò Văn Phương, mẹ Cà Thị Diêm sẽ cùng trở lại sân khấu tình yêu để hiện diện tới toàn thể quý vị quan khách của mình và đứng về phía người con gái con trai tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất của mình trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. À, vâng, xin mời ạ. Dạ vâng, và cùng với sự hiện diện của bên phía phái đoàn họ nhà trai, bên phía phái đoàn họ nhà gái, Quyền Hình xin được trân trọng kính mời có cậu là Quảng Văn Phúc, mơ là Lò Thảo sẽ cùng nắm chặt tay nhau lên sân khấu tình yêu để ra mắt đến toàn thể quý vị quan khách và đứng về phía người cháu gái xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất của mình trong buổi trưa ngày hôm nay đi ạ. À, vâng, xin mời ạ. Và tất cả quý vị ơi, chúng ta đừng quên là vang lên những tràng pháo tay thật to để chúc mừng cho tình thông gia của hai bên gia đình thế nào quý vị ơi. Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Vâng, như vậy là hiện diện trên sân khấu tình yêu ngày hôm nay thì đã có mặt đông đủ đến nhân vật quan trọng là sắc thân phụ mẫu của cô dâu và chú rể cùng cô dâu và chú rể rồi. Vâng, và để thay đổi muốn nói cũng như lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến toàn thể quý vị quan khách của mình, cho nên xin mời hai bên gia đình cùng cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ cùng nở ra những nụ cười thật là tươi, thật là duyên dáng ở trên môi và cúi một cái cúi chào thật là sâu thay lời cảm ơn chân thành đi ạ. Vâng, xin mời ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị và đặc biệt ban tổ chức của chúng tôi trong lúc thực hiện chương trình cũng như hai bên gia đình khi trong quá trình tiếp đón thì sẽ chắc chắn sẽ còn rất chi là nhiều thiếu sót, chính vì thế mong tất cả quý vị chúng ta thông cảm và bỏ qua cho. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, đúng thật là tình yêu được của đấm của say kết tinh cho những tháng ngày ước mong, cho không dừng vợ gái lớn gả chồng, cho năm tháng sợi tơ hồng xe duyên, để rồi tình nghĩa đôi bên hôm nay chính thức nên duyên vợ chồng. Và hôm nay làm lễ tơ hồng chúc
cho nghĩa vợ tình chồng bền lâu, chúc cho bên rể bên dâu, chúc cho hai họ về lâu về dài, chúc cho đời ngoại cả hai, chúc vui hạnh phúc tương lai dâu bền. Vâng, và đôi bạn trẻ Văn Thanh và Hồng Nga của chúng ta trải qua những năm tháng tìm hiểu và yêu nhau thì ngày hôm nay đã quyết định đi đến hôn nhân trên cơ sở của một tình yêu đích thực, chung thủy và hoàn toàn tự nguyện. Để rồi hôm nay chú rể Văn Thanh cũng đã về thưa với mẹ cha đồng ý thì cho ta lấy mình, cô dâu Hồng Nga cũng đã về thưa với gia đình đồng ý thì cho mình lấy ta, với mình rồi đại với ta, đẹp cho đôi đứa mặn mà thông gia. Và câu chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ Văn Thanh và Hồng Nga đến ngày hôm nay là ngày 12 tháng 10 năm 2023 đã được hai bên gia đình lựa chọn là ngày đành tháng tốt để tổ chức buổi lễ thành hôn trong năm hạnh phúc trong năm của đôi bạn trẻ. Và tất cả quý vị chúng ta cũng đã bất chấp thời gian mà ngọc của mình cũng trở về đây rồi, và Nguyên Hình cũng sẽ không phải để cho tất cả quý vị chúng ta phải chờ đợi lâu thêm một giây phút nào nữa. Nguyên Hình xin được thay mặt hai bên gia đình gửi lời cho cô dâu và chú rể xin được long trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn trong năm hạnh phúc trong năm của chú rể Văn Thanh sánh chân cùng với cô dâu Hồng Nga Văn Thanh chính thức được bắt đầu. Và quý vị hãy đổ tay chạm sáu tay đặt ta để chúc mừng là quý vị. Quý vị, và kể từ giờ phút này trở đi trước sự chứng kiến của tất cả quý vị thì đôi bạn trẻ của chúng ta hai trái tim đã hòa cùng vào một nhịp. Đôi bạn trẻ sẽ về chung một mái nhà, chung chăn, chung chiếu, chung ly rượu đầy, chung ăn cái bánh xà phòng, chai nước gội đầu, đọ tóc đánh răng, chung con đường nhỏ về nhà, chung cha, chung mẹ, chung bà, chung ông, và tình yêu của hai bạn sẽ đẹp như áng mây hồng, đẹp tựa như ánh đèn lồng sáng đôi. Ăn trầu thì phải nhớ tới vôi, khen ai nung nấu để cho vôi tôi mặn mà, và đôi câu phát biểu gọi là để cho hai họ đậm đà nghĩa sâu. Thưa các thầy cô, về Nguyên Hình cũng chính là một người con của dân tộc Thái đến từ bản Đà Phát, xã Trường Quang của mình. Và xin tất cả quý vị ơi, xin Nguyên Hình xin được thay mặt hai bên gia đình nếu đợi trong cô giáo và chú rể xin được phát biểu một vài câu tiếng Thái để thay cho đầy cảm ơn chân thành được không ạ quý vị ơi. Trước tương lai của mẹ Việt Nam Hoàng Sơn xin hỏi còn các bán tổ chức của cháu lẻ trương xúc ải xúc em tách cầu tách xíp sang sòng phái của giáo tá Nai Hao qua còn nhắc phải hạc phải trời là chầu lúc chầu tà mắc cục mắc cù mắc xú mắc vành mắc đánh là giàu ở tòa bùn đông là bùn tà lưỡng đường trẻ bài cồn còn cháu xịn bền hên là sắc sóng lòng sóng lạt hoa của ba mớ xếp phì còn hình đặc mà xếp hạ phì còn lạc phải ép dưới sáng đủ phần nhi Hao qua sơn phát phì còn phù nhi sông về cầu đủ phù trai xếp cầu phì còn nhắc lạc phải ép lê ở tòa phà là nét thẻ quan tuống còn cháu ở sóng lòng sóng lạt hoa còn cần chắc em hơn luôn sửa cần nặng chắc phải nghĩa vụ phủ cần đầy lại phì còn chắc học cần dệt báo cánh sao mặc cần đầy lại phì còn chắc học cần dệt phù cánh mía hãy ó mắt sắc mà đi còn sống phái quốc gia tà nai cứ bài ảnh thêm sống phái cho hơn còn nhắc kiểu mai hà lầy dệt phát khẩu nổ hòm còn chắc đầy sóng cáo hơi xung ải xung em còn mày phì nòng giúp đại na xung lúc đà giúp đại bạn phì nòng bạn giúp đại phường còn chắc đầy học cần thấy đất nơi sửa đi vì hùng kiệt mắt đụng mắt đông mắt trong phúc trong bùn mắt bỏ đu sơn lạc cho sống phái cho hơn quốc gia tà nai mà đi đâu chúc hỏi còn bán tổ chức từ đây mới còn đầy à so tăng nà tăng tà sống phái cho hơn phụ gia tà mai kèm bằng đồn phụ nghĩa trẻ mà nên này xót chúc hờ xúc ải xúc em và có hảo hàn khăn mạnh phụ diện địa bản nhường tướng trở bàn phụ diện quán mức nhường tướng trở hù phụ bài ca để lấy màn khóng phụ giữ nòng giữ nam biết bà tổ màu phụ đèn đồn tàu hương nhớ sùng dao phụ đập hết biết bởi có sáu phở phụ trở bàn phụ bắt hết biết làng có biết làn phụ có phong nhân hù phụ bó phụ hở biển núi bó hàm phụ bắc hàm hở biển phạm hi cà phường tìm sổ số hòa mất chúng vé tỷ đất xứ mải xứ mê bài bị đồng này đấy. Hợp mất đầy sổ số chúng bé tỷ đất số bài số em mà đi hạ chơi tay cầm hộp chơi tay cầm học cần phải thử con số với số bài số em của mẹ phiên đồng nơ lọt chúng bé xong tỷ sạp tỷ còn có ship tỷ chẳng hạn chẳng mới à em xin nguyện hình mắc kịp mắc mua được số bài số em của mẹ phiên đồng mới đây nơ. Dạ vâng, và Nguyên Hình cũng xin được thay mặt cho ban tổ chức cũng như xin được thay mặt cho trung tâm tổ chức sự kiện Nhàn Vương xin được chúc cho cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ trăm năm tình viên mãn bọc đầu nghĩa phu thê và chúc cho tình thông gia của hai bên gia đình chúng ta sẽ càng ngày càng keo sơn gắn bó và cũng không quên là chúc cho toàn thể quý vị chúng ta sức khỏe dồi dào an khang thịnh vượng làm ăn phát động phát tài tấn động tấn tài tiền vào thì như nước sông Đà tiền ra nhỏ giọt thì như là cà phê vin.
Dạ vâng, kính chào thầy, quý vị và thân mến. Như vậy, trong ngày vui ngày phúc trọng đại như ngày hôm nay thì trong hôn nhân thì những bậc làm cha làm mẹ không thể nói lên được bằng lời, thì những niềm vui niềm hạnh phúc đó đã được cả hai bên gia đình của chúng ta chuẩn bị để giấu kín trong hòm trong két, và đến ngày hôm nay đây cũng đã mở két mở hòm để trao tặng cho hai con hai cháu của mình những món quà thật là đặc sắc và ý nghĩa. Dạ vâng, và món quà đầu tiên Nguyên Hình xin được trân trọng giới thiệu món quà đến từ bố mẹ của chú rể, sẽ trao lại những tình cảm yêu thương cho hai con của mình đây ạ. Vâng, xin mời. Và để đón nhận những tình cảm yêu thương từ bố mẹ thì sau đây xin mời hai em chúng ta sẽ cùng tiến lên một bước để đón nhận những tình cảm yêu thương từ bố mẹ đi ạ. Vâng, xin mời ạ. Mẹ tặng hai đứa một đời vàng son, rằng sao huyền dễ thảo nghe con. Quà này mẹ tặng là để nuôi con sau này nhớ sinh một gái một trai, nuôi dạy con lớn thành tài mẹ vui. Và tất cả quý vị ơi, chúng ta đang ngồi từng bước tiệc từng bàn tiệc thì chúng ta vượt và ngồi uống rượu vượt. Dạ vâng, và món quà tiếp theo nữa, Nguyên Hình xin được trân trọng giới thiệu món quà đến từ gia đình của cô dâu, đó chính là cậu mợ Phúc Thảo, sẽ trao lại tình cảm yêu thương và thắm thiết nhất là hai cháu của mình trong buổi trưa hôm nay. Vâng, xin mời ạ. Dạ vâng, và món quà tiếp theo, quý vị sẽ là trân trọng giới thiệu món quà đến từ gia đình của bác Hiền Đài, gia đình của bác Quyết Loan, sẽ lên sân khấu tình yêu để trao lại những tình cảm yêu thương nhất cho hai cháu của mình. Dạ vâng, xin mời ạ. Trao lại những tình cảm yêu thương cho hai cháu của mình. Dạ vâng, xin mời ạ. Và Nguyên Hình cũng xin được mời chuẩn bị món quà đến từ gia đình của cậu Đào Khan, sẽ trở lại sân khấu tình yêu để trao lại tình cảm thắm thiết nhất cho hai cháu của mình đi ạ. Vâng, những món quà các cô, các bác, các cô, các cháu cầu để tặng cho hai cháu của mình trong buổi trưa ngày hôm nay vừa mang giá trị vật chất, vừa mang giá trị tinh thần, đó chính là những bước khởi đầu để cho lớp bạn trẻ của chúng ta xây dựng hạnh phúc gia đình. Dạ vâng, và món quà tiếp theo, quý vị sẽ được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình của cậu Đào Khan, lên sân khấu tình yêu để trao lại tình cảm yêu thương cho hai cháu của mình đi ạ. Vâng, xin mời đi ạ. Và món quà tiếp theo nữa, Nguyên Hình sẽ được trân trọng giới thiệu món quà đến từ gia đình của chú Dương Vinh, gia đình chú Long Ti, sẽ trở lại sân khấu tình yêu ngày hôm nay trao cho những tình cảm yêu thương và thắm thiết nhất cho hai cháu của mình trong buổi trưa hôm nay đi ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời. Phải xin ơn đời không phải phiền lòng đời, họ cần một chút thời gian mang cái bì đầu và những món quà đời trong đánh sành không được trước mắt tặng ở đùa hòn lán, họ cần mất đăng ký các bạn tổ chức các số phải xin ơn không phải phiền lòng đời nữa, tôi làm cho hà công bố đây nữa. Dạ vâng, và món quà tiếp theo nữa, Nguyên Hình xin trân trọng giới thiệu món quà đến từ gia đình của chú Dương Vinh, gia đình chú Long Ti, sẽ trở lại sân khấu tình yêu để trao cho tình cảm yêu thương thắm thiết nhất cho hai con hai cháu của mình đi ạ. Những món quà thật là đặc sắc và ý nghĩa, vừa mang giá trị vật chất vừa mang giá trị tinh thần, đó chính là bước khởi đầu và sẽ đi đến tận cuối con đường của đôi bạn trẻ trong quá trình xây dựng hạnh phúc gia đình. Vâng, và món quà tiếp theo nữa, Nguyên Hình xin được trân trọng giới thiệu món quà đến từ gia đình của chú Nhật Toàn, gia đình của em gái Nguyệt Dư, sẽ lên sân khấu tình yêu để trao lại những tình cảm thắm thiết nhất cho hai con, hai cháu của mình cũng như hai anh chị của mình trong buổi trưa ngày hôm nay đi ạ. Vâng, xin mời ạ. Xin mời xin em, không có vấn đăng kiến khẩu, vấn đăng kiến lầu, vấn đăng khuyển sân khấu, nên xin mời phú ên ra ảo ả ý ai, mi trường đánh sảnh hùng tặng hỏi đùa hở làn hóa đầu, không có vấn kiến khẩu, vấn kiến lầu, vấn tổng vui sống nhá hở làn tương, mời xin mời xin em quay bên đầu với.
cũng xin được thay mặt cho cô Đông và chú Rể xin được chân thành cảm ơn những món quà đến từ gia đình của các bác, các cậu, các anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, và món quà tiếp theo nữa rất hay, gia đình của bác Tuấn Diêu sẽ trở lại sân khấu tình yêu ngày hôm nay để trao lại những tình cảm yêu thương cho hai cháu của mình. Vâng, xin trân trọng kính mời. Cảm thiết nhất cho hai cháu của mình đi ạ. Vâng, xin mời ạ. Vâng, xin được mời chuẩn bị món quà đến từ gia đình của bác Bình Đoàn, gia đình bác Bàn Lao. Chúng ta sẽ cùng trở lại sân khấu tình yêu ngày hôm nay, trao lại những giá trị vật chất vừa ý nghĩa nhất trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ trao tặng, gửi tặng đến hai cháu của mình đi ạ. Mày xuống em xuống của em đi làm lời nhắm đi trường này sẽ hưởng món quà là chiếc mắt tặng nó đăng ký xuống rồi thương thu được muốn làm nó xong phải xuống em nữa chắc món quà TV tủ lạnh ô tô xe. Tôi là thầy cô Phi và những niềm vui niềm hạnh phúc đó thì đang được thể hiện rõ nhất trên khuôn mặt của cô dâu và chú rể cũng như hai bên gia đình. Mặc dù không nói nên được bằng lời nhưng mà những niềm vui đó đang được thể hiện trên khuôn mặt của cô dâu và chú rể khi được các cô, các chú, các bác giá yêu quý và trao tặng cho những cho con, cho cháu những món quà thật là đặc sắc và ý nghĩa trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa mình xin được trân trọng thay mặt cho hai bên gia đình cũng như đến đời cho cô dâu và chú rể xin được trân trọng cảm ơn những món quà đến từ gia đình bố mẹ của chú rể, gia đình cậu mợ Phúc Thảo, gia đình bác Hiền Đại, gia đình bác Quyết Loan, gia đình cậu Đào Khang, gia đình cậu Dương Vinh, gia đình cậu chú Dương Vinh, chú Long Ti, gia đình chú Nhật Toàn, gia đình em gái Nguyệt Dư và gia đình của các bác Tuấn Diêu, Nhất Khay, Bình Đoàn, Bạn Lao. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn. Hai con hai cháu của mình đứng trên sân khấu được nhiều quà, nhiều vàng, nhiều bạc quá. Quyền Hình cũng rất mong cho con trai của mình lớn nhanh và để có con dâu để có được nhiều vàng bạc như là anh chị ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, trong ngày vui ngày hạnh phúc trọng đại tức là trong hôn nhân thì tất cả những cặp đôi vợ chồng chúng ta sẽ được trải qua rất chi là nhiều nghi thức và nghi lễ khác nhau. Vâng, và nghi thức rất nhiều xung quanh và cũng chính là một nghi thức quan trọng cho hôn nhân. Chính vì thế một lần nữa ban tổ chức của chúng tôi xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ cùng trở lại khu vực bàn tiệc tình yêu để rót ra những giọt rượu hồng. Và xin mời đi ạ. Vâng, và sau đây xin mời. Cũng như là tán vợ mình thì chắc chắn hẳn sẽ đầy dặn kinh nghiệm hơn đúng không ạ? Và chú rể sẽ cùng sóc thật mạnh, đắc thật mạnh chai rượu. Lần này thì khi nào nắp chai rượu bật ra thì thôi ạ, không được vặn nhá. Dạ vâng, sau đây xin mời hai em chúng ta sẽ cùng tay trong tay, đầu nghiêng sát mái đầu để rót đèn thắp đi tình yêu đi ạ. Dạ vâng, còn nở ra những nụ cười thật tươi. Vâng, kính thưa thầy quý vị, không biết từ bao giờ những giây phút hạnh phúc nhất luôn được bắt đầu từ những tháp đi rượu hồng. Những dòng rượu hồng đang tuôn chảy trên tháp đi tình yêu được ví như là nước và mật ngọt, nước để tới cho tình yêu của đôi bạn được tươi thắm. Sẽ rót ra số đi ở trên bàn mà ban tổ chức đã chuẩn bị ở. Dạ vâng, vậy với kinh nghiệm rồi, có kinh nghiệm rồi, bây giờ sót được mạnh đất lên mạnh, khi nào nắp tay dập vào ra thì thôi nào, mạnh lên nào, mạnh lên nào chơi ơi. Dạ vâng. Vâng, sau đây xin mời hai em chúng ta sẽ cùng rót đèn thắp đi tình yêu đi ạ. Vâng, cùng anh chắc chén rượu này, rượu cay rượu nhỏ của ngày hôm nay. Dạ vâng, rượu là màu hồng, rượu hồng thì tượng trưng cho tình yêu của đôi bạn trẻ sẽ càng ngày càng nồng cháy hơn. Rượu hồng thì ta rót làm ba, chữ chúc ta để ở phần cha, chữ hiếu phần mẹ và đôi ta chữ tình. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, đi khắp thế gian thì không ai tốt được mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tần Tảo sớm phong mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Và ngày hôm nay có được ngày vui ngày phúc trọng đại như hôm nay thì để tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc, lòng rất hiếu đến những bậc làm cha làm mẹ của mình, sau đây xin mời cô dâu chú rể sẽ chồng với người hai đi rượu hồng đi mời bố mẹ của mình đi ạ. Và cô dâu sẽ mời bên bố mẹ chồng, chú rể sẽ mời đại diện của bên nhà vợ. Vâng, xin mời. Dạ vâng, và hai ly còn lại đó chính là hai ly rượu của trong mâm, hai ly rượu của hạnh phúc. Cho nên mấy người chúc mừng hai em sẽ đồng lấy mỗi người một ly. Vâng, và trước khi thực hiện
Vâng, xin mời hai em đứng lên phía trước một bước đi ạ. Quay mặt vào nhau, sát thật sát, gần thật gần. Chú rể có thể tay trái ôm eo cô dâu được ạ. Vâng, và hai tay phải nó chéo tay nhau đi ạ. Vâng, và nguyên hình sẽ... Vâng, và tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng xuất ra những chén rượu của mình thật ở đây nhé quý vị nhá. Vâng, sau đây xin mời hai em chúng ta sẽ cùng trở lại vị trí sân khấu. Và 12 bên gia đình của chúng ta sẽ đứng thành hình vòng cung để sao cho chạm chén với nhau, sao cho các anh camera của chúng ta, nhà nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp của chúng ta lưu lại những khoảnh khắc thật là tuyệt vời đi ạ. Vâng, chạm chén nhau đi ạ. Vâng, và tất cả quý vị trong lúc hai bên gia đình đang chạm chén thì tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng xâm ra những chén rượu của mình đây cho quý vị ơi. Rót đầy chén rượu của mình chưa? Không ai thừa thì chắc là chưa rót đầy đúng không ạ? Tất cả mọi người chuẩn bị đi ạ. Rót đầy chén rượu của mình đã quý vị nhá. Vâng, đã nghe thấy rồi ạ. Và nguyên hình sẽ được làm cả mấy tập thể quý vị như thế này ạ. Chúng ta sẽ cùng đứng lên hô đồng thanh dô và chúc mừng hạnh phúc thế nơi đơn giản đến nơi đúng không ạ? Nhưng mà nguyên hình sẽ đếm 1 2 3 dô 2 3 dô 2 3 chúc mừng hạnh phúc được không ạ? Vâng, và nguyên hình sẽ được mời tất cả quý vị chúng ta cùng lên đây được không quý vị ơi? Được không ạ? Của cô dâu và chú rể, và xin mời hai gia đình của mình chúng ta sẽ cùng giơ chén rượu của mình lên cao về phía trước mặt để thay cho lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị và khách của mình nha. Quý vị ơi, buổi hôn trường ngày hôm nay cũng như là các anh các chị cũng có hòa lẫn chung với các cô chú là hội cựu chiến binh đúng không ạ? Cho nên là chưa rõ mấy, chưa to mấy, năm nay một lần nữa quý vị nha. Quý vị ơi, vâng, to rồi nhưng mà quý vị muốn một lần nữa được không ạ? Bảo mẹ Pina ơi! Được, chắc tuyệt vời được ạ! 1, 2, 3! Dô! 2, 3! Dô! 2, 3! Chúc mừng hạnh phúc! Vâng, xin mời đoàn thể quý vị nha! Xin mời hai bên gia đình cùng chúng tôi sẽ để chúng ta cùng một đi ạ! Hào lở, bay bất thổ, phúc bất bày đất, xin mời xin mời bảo mẹ Pina ngay nữa! Nào, vâng, gặp! Quyền hình là một lần nữa xin đặt chúc cho cô dâu chú rể sẽ chúc năm tình viên mãn bằng đầu nghĩa phù thê thiên trường địa thiểu mấy mãi không đìa xa và chúc cho hai bên gia đình của mình sẽ càng ngày càng keo sơn gắn bó. Một lần nữa cũng xin đặt chúc cho tập thể quý vị chúng ta có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay có một buổi tiệc thật là vui tươi và văn miệng. Vâng, buổi đầu tất cả quý vị chúng ta vẫn được chứng kiến lễ ra mắt trong buổi lễ thành hôn chúc năm hạnh phúc trăm năm của chú rể Văn Thanh sẽ diễn cùng với cô dâu Hồng Nga trong buổi trưa ngày hôm nay. Thì vâng, và ngay bây giờ đến thay lời muốn nói cũng như để cảm ơn chân thành sâu sắc tất cả thể quý vị, xin mời hai bên gia đình cùng cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ trở lại từng bước tiệc từng bàn tiệc để chạm đi chạm chén với tất cả quý vị quan khách của mình thay cho lời cảm ơn đi ạ. Vâng, xin mời ạ.